Chào bạn, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về dự án TripChain. Đây bản review trên bản white paper dự án. Dự án này thì sẽ không chỉ tạo ra trò chơi mà để gây ấn tượng với một đứa trẻ mà họ muốn mang lại sự thay đổi và làm cho sự khác biệt trong cuộc sống của những người muốn lạc quan hơn sẽ không có cơ hội cho sự căng thẳng khi dự án vẫn ở đây. Đây là về phần nội dung, mục lục của dự án. Sự từ bỏ trách nhiệm này trừu tượng mô hình kinh doanh, tiết trên phân cấp gaming sinh thái, global gaming thị trường, vân vân. Đầu tiên là về phần sự tuyên bố từ bỏ trách nhiệm, bạn có thể xem xét phần từ chối trách nhiệm nếu bạn có bất cứ nghi ngờ về hành động nào bạn nên dùng. Họ sẽ khuyên bạn với ý kiến pháp luật, tài chính, thuế hoặc cố vấn chuyên nghiệp khác. Dự án này thì sẽ tập trung chi tiết vào các phần báo cáo dự toán tài chính của dự án. Thẻ tiết sẽ không thể được sử dụng cho bất kỳ phần thông tin nào của dự án. Tiết trên thì sẽ là một mạng lưới toàn cầu cho phép khép kín với tốc độ cao dành riêng cho phần chơi game từ khởi đầu này. Điều này có nghĩa là có thể khả năng duy nhất để nắm mục tiêu các game ngành công nghiệp tiếp tục sử dụng tốt nhất của tiền điện tử mới nổi, blockchain và công nghệ hợp đồng thông minh. Họ đang có kế hoạch phát triển trò chơi riêng như là cả một bằng chứng khái niệm về một MM Block độc lập. Tiếp thị cho điều này sẽ mang đến người dùng nền tảng và cung cấp cho các bên xuất bản các trò chơi miễn phí và tiếp xúc với các cơ sở người dùng khác. Nhiệm vụ của dự án nó sẽ phát triển và vận hành hệ sinh thái gaming, các nền tảng phân tán nơi công cộng có thể chơi trò chơi. Trò chơi thì sẽ có luôn sự kết nối với thế giới thực về mặt nội dung. Đây là công ty định vị trên thị trường trò chơi và cho phép để giải quyết các đối tượng mục tiêu rộng. Tiếp trên cũng sẽ được xuất bản trò chơi từ các nhà phát triển bên thứ ba để trên nền tảng để cung cấp các game thủ một loạt các trò chơi để chơi. Hiện nay tiếp trên thì đang làm việc trên trò chơi với hệ sinh thái hoàn toàn phi tập trung xảy ra. Mô hình kinh doanh. Việc phát triển và phân phối riêng của crypto game. Đối với phát triển trò chơi riêng thì với đội ngũ phát triển ở châu Á, Mỹ, châu Á, Thái Bình Dương, những trò chơi này sẽ được đưa ra thị trường bởi tiếp trên trên toàn thế giới. Trò chơi sẽ được phát triển đầu tiên cho nền tảng di động, điện thoại thông minh, cho hệ sinh thái gaming. Trò chơi từ tiếp trên sẽ có một liên kết đến chủ đề thế giới thực và cung cấp các giải pháp tiếp thị hấp dẫn. Họ cũng sẽ có thu thập thông qua mua hàng và các khoản thu từ quảng cáo trong trò chơi. Xuất bản phát hành game. Hoạt động của gaming phân cấp platform. Chìa khóa thành công cho mô hình kinh doanh. Lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh. Tiết trên phân cấp trạng thái gaming với các trò chơi xuất bản này. Tiết trên Mobile App Store. Tiết trên gaming và công nghệ cộng thông tin. Tiết trên thị trường. Đây là phần sơ đồ phân cấp về thị trường gaming toàn cầu từ năm 2016 đến năm 2020. Nhận thấy là số nhân sách dành cho việc chơi game của mọi người tăng dần theo thời gian. Năm 2020 sẽ lên mức 128 triệu đô. Tổng doanh thu tại Bắc Mỹ tăng hơn với năm trước là 4%. Tại sao lại là một thị trường này rất là lớn và nó phát triển? Bởi vì hầu hết người dùng ngày nay đang sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện cuộc gọi điện thoại, chụp ảnh, chat, lướt web, trò chơi. Những điện thoại thông minh không chỉ có tất cả mà họ có thể chơi game, sách tay. Hơn 2 tỷ người trên thế giới sử dụng điện thoại thông minh của họ để chơi trò chơi. Và mỗi năm về mặt kỹ thuật thì thế giới sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn. Đây là về phần sơ đồ phân phối mà các bên đã thâm nhập vào thị trường châu Á, Mỹ và châu Âu. Đối tượng nam giới sử dụng từ 65%, từ 12 đến 35 tuổi. Đây vẫn là phần phân tích so sánh vào thị trường gaming.
thị trường này sẽ dự án này sẽ sử dụng về công nghệ blockchain, bởi vì công nghệ này giúp quản lý lưu trữ và bảo mật thông tin tốt hơn. Đối với dự án này thì sử dụng platform gaming blockchain. Với công nghệ tiết công nghệ ledger phân phối này, test mạng P2P sẽ an toàn cho giao tiếp này, đồng thức nhận. Platform Unity Token, tiết trên sẽ là một nguồn cung cấp tài nguyên trên GitHub. Tiết trên ví, tư vấn an toàn cho gaming sinh thái. Đối với dự án này thì đã thử nghiệm rất là rộng rãi ở khá là nhiều phần mềm, cho thấy rằng phần thông tin là người dùng nghiên cứu ưu tiên về dự án tiết trên sẽ khá là nhiều. Tiết trên bot này, tiết marketplace, trong tiết trên sẽ phát triển rất là nhiều những ứng dụng liên quan đến dự án. Testlet, test marketplace, tất cả đều đã có các bản demo. Bạn có thể kích vào đường link để xem các bản demo của dự án. Test Marketplace Demo này, test trên Network, gạch chéo App Play. Tiếp theo đó là Google Play của App Store Blockchain. Test trên sẽ là một công nghệ Blockchain này. Và sẽ có các trò chơi offline do Play Store phân cấp. Test thì sẽ đề xuất các giá trị tương tự như cho Amazon, Alibaba, Uber hay Airbnb, thay đổi thương mại cho hàng triệu chủ doanh nghiệp nhỏ và tạo ra hàng trăm tỷ đô la mới. Test sẽ sử dụng là trí tuệ thông minh AI. Ngoài ra trên bản white paper của dự án thì có rất là nhiều thông tin chi tiết về dự án này. Vì bản white paper này dài khoảng tận 75 trang. Thế phần này các bạn có thể đọc trên white paper nha. Mình sẽ di chuyển đến phần liên quan về token. Việc sử dụng thanh toán trong test sẽ là dùng để mua đồ, máy nghe nhạc hoặc đồ chơi. Hoặc một người chơi có thể sẽ có 3 cách để mua test. Đó là dịch vụ đổi tiền crypto cho một đồng tiền xu, Bitcoin hoặc Ether trên trang web trò chơi cho tiền tệ fiat hoặc bên trong các trò chơi sử dụng Google Play hoặc cơ chế thanh toán App Store. Mỗi thẻ test thì sẽ được lưu trữ trong ví Ethereum của người dùng hoặc là trong các trò chơi và do đó sẽ được ánh xạ từ các tài khoản của người chơi. Test như hiện tại sẽ có các trò chơi về mặt kỹ thuật trong một chiếc ví Ether đặc biệt, đó là test trên OneNet. Ưu điểm và tăng giữ cho người dùng sử dụng test. Người dùng cũng có thể cơ hội bán token kiếm được từ việc thông trò chơi. Dưới đây đó là roadmap của dự án. Dự án bắt đầu vào tháng 12 năm 2017. Trong năm 2018 sẽ tiến hành về việc xây dựng hệ thống và test các bản demo về pivoting system, demo tiết coin on step forward và các phần thông tin về tiến hành đợt pre-sale hoặc đợt public sale. Lộ trình của dự án trong mỗi giai đoạn đó là các kế hoạch tiếp theo sẽ cho thấy thời gian dự kiến quan trọng nhất, điểm đánh dấu tiết trên bắt đầu năm 2014 với việc phát triển của trò chơi blockchain đầu tiên. Tùy thuộc vào mức độ thành công của token bán, các yếu tố có thể được tăng tốc và chuyển giao sớm hơn. Phần thông tin về token. Tên token và viết tắt tên nó là tiết trên, viết tắt nó TED. Yêu cầu bắt buộc phải có KYC hoặc AML. Phương thức thanh toán, bạn có thể thanh toán bằng fiat hoặc 70 tiền xu khác. Do cách của dự án này 3,5 triệu đô, hết cap là 21,5 triệu đô.
tổng cung sẽ là 10 tỷ test, mã cần bán sẽ là chiếm khoảng 10% của test, tức là khoảng 1 tỷ test. Ưu đãi thẻ thì trong nền tảng thẻ của Tiện Ích, các đợt close sale sẽ có phần trăm tiền thưởng và giá khác nhau. Các bạn mua càng sớm sẽ được giá càng thấp và phần trăm tiền thưởng cao hơn. Về phân phối thẻ thì sẽ có những đợt 10% dành cho bán thẻ này, bounty là 2%, dành cho manager và team là 22%, lead spur sẽ là 66%. Và rất là nhiều phần trăm khác. Đây là về phần sử dụng cho sau khi mà huy động vốn xong. Đây là kế hoạch tài chính của dự án. Hiện nay thì dự án này thì đang có các trò chơi trực tuyến, ngoại tuyến. Đây là phần thông tin đầu tiên của dự án. Nay dự án Tết trên thì có đội ngũ nhân viên và đội ngũ cố vấn rất dày dặn kinh nghiệm, và họ chắc chắn dự án này sẽ thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn ở video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.